Kinh Đại Phương Đạn Đại Tập Quyển 5 Phẩm 3 Bảo Nữ Phần 1. Lúc ấy Đức Thế Tôn an tọa nơi tòa sư tử trong cõi báu giữa hai cõi dục sắc, thuyết pháp cho đại chúng. Trong chúng hội đó có một đồng nữ tên Bảo Nữ, rời chỗ ngồi, tay phải cầm chuỗi trân châu trắng thưa: Nếu con đủ khả năng ở trong vô lượng cõi nước nơi mười phương thọ trì độc tụng biên chép giảng thuyết kinh này, thì nguyện cho chuỗi trân châu này sẽ được đến trên nhục kế Phật và Bồ Tát. Nói xong, đồng nữ liền tung chuỗi trân châu lên. Nhờ thần lực của Phật và lòng thành kính, chuỗi trân châu tự nhiên đến trên nhục kế Phật và trên đầu tất cả các Bồ Tát. Từ chuỗi trân châu trên đầu mình, các Bồ Tát thấy rõ mọi việc ở đời sau như thời gian thành Phật, cây Bồ Đề, chúng sinh được độ và quyền lực ngày xưa. Thấy vậy ai nấy đều ngạc nhiên thưa Phật: Thế Tôn, vì sao Bảo Nữ lại thành tựu vô lượng công đức như vậy? Tất cả nguyện hành trong vô số A Tăng Kỳ kiếp của chúng con chỉ trong khoảnh khắc đều hiện rõ. Phật nói: lành thay thiện nam. Như lời ông nói, Bảo Nữ này đã trồng căn lành ở 96 ức Na Cho Tha Phật thời quá khứ, phát nguyện lớn, hiểu một cách chân thật về tất cả. Vì vậy tư duy trong Tam Thiên Đại Diên, Đại Thiên Cõi Nước thì lập tức được như lời: Nếu muốn hương thơm thoảng khắp Tam Thiên Đại Thiên Cõi Nước thì trong tích tắc được như lời. Nếu muốn được hiện các loại thân hình như Chuyển Luân Vương, Tứ Thiên Vương, Đế Thích Phạm Thiên, Sa Môn, Bà La Môn, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ thể đều được như nguyện. Nếu muốn tai nạn gió chuyển thành tai nạn lửa, tai nạn lửa chuyển thành tai nạn nước chuyển thành tai nạn gió thì lập tức tất cả đều chuyển. Nếu muốn biến quân ma với cung tên giác mát thành hoa báu thì tức khắc biến thành. Nếu thấy ở đồng trống không có nước, liền nguyện có đủ xóm làng thành ấp, mọi người đều mang nước đến thì được như nguyện. Nếu muốn tất cả chúng sinh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều biến thành Như Lai thì lập tức được như nguyện. Nếu muốn tất cả mọi người trụ giữa hư không thì lập tức tất cả đều lơ lửng trong không. Thiện nam, nếu Bạo Nữ muốn ở trong không của cõi này mà có thể nghe pháp của tất cả Phật thì tức khắc như nguyện. Thiện nam, đồng nữ Bạo Nữ thành tựu vô lượng công vô biên công đức lớn như vậy. Bây giờ Bạo Nữ nói kệ: Nay con thành tựu đại bảo tụ, khen ngợi Thế Tôn đấng vô thượng, đoạn trừ tất cả mọi phiền não, trọn vẹn các pháp trợ Bồ Đề, Như Lai đầy đủ báu vô thượng, ánh sáng chiếu khắp vô số cõi, cờ báu vô thượng Phật Thế Tôn, còn nay hiến báu để cúng dường. Sa cừ mã não lưu ly xanh kim cương trân châu báu nhật nguyệt cúng dường Như Lai các báu đó để giúp chúng sinh thành Bồ Đề, hào quang thân Phật hơn các báu, chúng sinh nhìn ngắm không hề chán, an trụ một phương thấy mười phương, giúp cho chúng sinh đều thấy Phật. Ai thấy Như Lai đi hoặc đứng, ngồi, nằm hoặc thuyết pháp sâu xa, im lặng tỉnh lại không dạng nói, nhập định tu tập các trí tuệ, hào quang trên thân của Thế Tôn, chiếu sáng cõi đức ở mười phương, thanh tịnh sáng suốt thật vô thượng, tựa trăng mùa thu hoa sen đẹp. Nói kệ xong, Bảo Nữ lại thưa: Thế Tôn, con muốn hỏi vài nghĩa trong kinh Đại Tập, Như Lai cho phép con mới dám. Phật nói: lành thay, Bảo Nữ, tùy ý hỏi, nếu có nghi ngờ, Như Lai sẽ giúp trừ nghi. Bảo Nữ bạch Phật, bạch Thế Tôn: Thế nào là thật ngữ, là thật, là pháp ngữ, là pháp? Phật nói: lành thay, hãy chí tâm nghe kỹ, ta sẽ giảng nói. Bảo Nữ, Đại Bồ Tát có ba pháp thật, không dối chư Phật, không tự dối mình, không dối chúng sinh. Nghĩ ấy thế nào? Bảo Nữ, Bồ Tát phát tâm Bồ Đề vô thượng lại tham chấp thừa thanh văn, bích chư Phật là dối Phật, dối mình, dối chúng sinh. Thế nào là không dối? Bảo Nữ, Bồ Tát phát tâm Bồ Đề vô thượng, du giao địa ngục chịu khổ não, sống chung với ma, sinh vào cõi ác, khởi lên phiền não, thân bị chặt, đánh, thiêu đốt, vẫn không bỏ tâm Bồ Đề, không ngừng nghỉ, sợ sệt, hối hận, luôn tăng trưởng tâm Bồ Đề, chịu khổ thay chúng sinh, thương chúng sinh khổ đau, siêng năng tu tập, mong đạt chánh giác, không bị lời xấu mê hoặc, gió tà, không lay động. Đó là Bồ Tát không dối Phật, dối mình, dối chúng sinh, đó là pháp thật của Bồ Tát. Bảo Nữ, không dối Phật có bốn: tâm kiên cố an trụ nơi rốt ráo, đầy đủ oai lực, siêng năng tu tập không dối mình có bốn: tình tâm, chí tâm, không dối gạt, không tà vậy, không dối chúng sinh có bốn: trang nghiêm, tu tâm từ, tu tâm bi, giữ gìn. Bảo Nữ, đó là pháp thật thứ nhất của Bồ Tát.
thật của Bồ Tát là khi mới phát nguyện không bỏ chúng sinh, không nhiều lời, cẩn thận khi phát ngôn, không nói lời thô ác, nói lời chân thật. Dù ở một mình hay trong đại chúng nơi cung đình, đều nói lời thành thật, không vì tài vật mà nói dối, không vì được tự tại mà nói dối. Dù có bảy báu đầy đủ cả tam thiên đại thiên cõi nước, vẫn không vì thế mà nói dối, huống gì là vì việc nhỏ. Bạo nữ có 32 pháp thật: lời hổ, lời công đức, lời thiện, lời nhu thuận, lời không hư dối, lời không che trách, lời không tham chấp, lời không sợ, lời lấp đường ác, lời mở đường lành, lời thánh hạnh, lời tuệ hạnh, lời thanh tịnh bên trong, lời thanh tịnh bên ngoài, lời thích nghe, lời không khúc mát, lời thích ghi nhận, lời vi diệu rõ ràng, lời hay, lời thuần thiện, lời không dối, lời không não hại, lời vui vẻ, lời tự khuyên, lời khuyên người, lời không lỗi, lời an ổn, lời phước đức, lời như Phật, lời Phật, lời thanh tịnh. Bạo nữ, pháp thật của Bồ Tát là khi giảng nói lời tâm tương hợp. Thế nào tu tập pháp thí thành tựu Bồ Đề? Không phải tham lam mà đạt Bồ Đề. Tu tập tịnh giới chứng Bồ Đề, hủy giới không đạt Bồ Đề. Tu nhẫn đạt Bồ Đề, sân giận không đạt được. Hành pháp tinh tấn đạt Bồ Đề, lười biếng không đạt được. Tu thiền định đạt Bồ Đề, tán loạn không chứng được. Tu trí tuệ đạt Bồ Đề, ngu si không đạt được. 37 phẩm trợ đạo, bốn tâm vô lượng cũng như thế. Lại nữa, bạo nữ, chân thật là hạnh thánh. Hạnh thánh là hạnh khổ, vô thường là biết khổ, đoạn tập chứng diệt tu đạo. Biết năm ấm không có tướng sinh là biết khổ. Biết sáu ấm nên đoạn trừ ái, không tham chấp, không khen ngợi, mong cầu, không đến đi. Đó là đoạn tập diệt tất cả tướng, nhưng lúc diệt không thấy một pháp nào bị diệt. Thấy tất cả pháp bình đẳng là chứng diệt. Quán tưởng Samatha, Tibhasana, bình đẳng, không giác quán, không có bình đẳng, không buộc lấy, không tạo tác, không biến đổi, đó là tu đạo. Bồ Tát còn đủ khả năng phân biệt thuyết giảng nghĩa pháp. Đó là pháp thật của Bồ Tát. Khi ấy 10.000 Bồ Tát đều thành tựu nhẫn chân thật. Bạo nữ, về pháp ngữ, Bồ Tát căn cứ nơi pháp để thuyết giảng, đó là các pháp quán, niệm phụng hành, cầu, muốn, thích, tu, tràng, trượng, trang nghiêm, khí, đăng, minh, niệm, ý, sở, hữu, sở, anh, lạc, sàng, nghi, hộ tài, vô cùng tận, rộng lớn vô biên, sự, thân, khẩu, ý. Để Bồ Tát thành tựu các pháp đó, gọi là pháp ngữ. Pháp ngữ là lời chân thật. Người hành pháp ngữ là dạy chúng sinh, cúng dường cha mẹ, bậc kỳ đức tán thán Bồ Đề và đạo Bồ Đề, khiến mọi người không bỏ tâm Bồ Đề, chuyên tâm buộc niệm, không quên Bồ Đề, luôn trang nghiêm tu tập pháp Bồ Đề, gần gũi hiền thánh, thiện tri thức, tu tập tâm tính, chuyên tâm nghe pháp, siêng cầu chánh pháp, không tham chấp pháp, biết ân, đền ân, thích nhàn tịnh, không đoạn giống thánh, giáo hóa mọi người siêng tu 10 pháp lành, khen ngợi bố thí pháp lành, nguyện hướng đến Bồ Đề, chí tâm thọ trì, làm thanh tịnh giới luật, tu tập nhẫn nhục, trừ tính lười biếng, tu thiền định, trí tuệ, phương tiện, từ bi, hỷ, xả, tu bốn chân đế, hướng thật tế, tu bốn trí vô ngại, đạt thần thông lớn, tùy thuận bố thí pháp, tu bốn niệm xứ, tu tám thánh đạo, phân biệt hai pháp định tuệ, đạt trí giải thoát thanh văn, duyên giác Bồ Tát, các thừa đúng pháp, tán thán thuyết giảng, phước đức, quán 12 pháp nhân duyên sâu xa, phân biệt các môn không, vô tướng, vô nguyện, không sợ, chỉ rõ năm ấm như huyễn hóa, 18 giới như tướng hư không, các tánh nhập như tánh hư không, dạy 7 pháp tài, 6 niệm, 6 kính, 6 pháp ba la mật, 6 hành thường, 6 thần thông trọn vẹn năm nhãn, giảng nghĩa đệ nhất lưu truyền ở thế gian, thành tựu ngữ nghiệp bình đẳng với tất cả chúng sinh, khen ngợi pháp Phật. Bạo nữ, Bồ Tát thành tựu pháp ngữ không bao giờ nói những lời về ngã, chúng sinh, thọ mạng, sự phu, đoạn thường, có thấy, không thấy, đoạn cả hai, chấp giữ, tu, diệt, tranh, cãi, thiên lệch, không hay biết, điên đảo, tăng lòng nghi, pháp nghịch, nói lời quán pháp giới, trừ kiêu mạn, pháp Bồ Tát an trụ đúng pháp, nói lời thật pháp, không đoạn, không quanh co, pháp Bồ Tát, thế gian không bàn được, kính sợ Bồ Tát thành tựu pháp ngữ giảng về không, vô tướng, vô nguyện. Không tham ba cõi, không chạy theo các cõi, không tâm ý thức, không nhơ cấu vô minh đen tối, không ràng buộc bình người, không phân biệt cao thấp, phân biệt rõ nhân duyên các cõi, thanh tịnh vắng lặng, không thầy bạn, có biết khó hay, không thể suy lường, chỉ có bậc trí thanh tịnh mới biết được, không thọ người thọ nhận, đoạn trừ các thọ vật tướng diệt không diệt,
sinh không sinh của ba đời, không giàu nghèo, sinh đoạn thêm bớt đang có sẽ có, không phải tu thấy, thấy ma, thấy chân thật, không phải tướng, không phải phi tướng, không phải một tướng mà cũng là một tướng, không có nhà cửa, xa lánh nhà cửa, không, gần gũi, xa lánh. Tách rời, phân biệt, trói, mở, hữu lậu, vô lậu, tương tự, khổ, vui, đầy đủ, thiếu thốn, danh, sắc, chấp, thoát, phá, thành. Thì không phải là kim cang, nhưng không thể hoại tướng chân thật. Không gần, xa, sắc, nhân, đùa, bẩn, đây, kia, trong ngoài, tự tha, thấy, nghe, nhớ, quên, thức, tri, cảnh giới thức, cảnh giới tri. Bạo nữ đó là pháp, giải các pháp đó là pháp ngữ. Lại nữa, bạo nữ, Bồ Tát thành tựu pháp ngữ không tranh cãi với thế gian, không khinh thường, ngã mạn, không chê cười người chưa học, không có tâm cao ngạo, không tự khen, không hủy báng học thuyết của người, thuyết pháp không vì cầu ăn uống, không ngăn pháp lành của người, không làm cho chúng nghi hoặc, không trách lỗi người, không xem thường pháp của người, không cản trở người tu tập, thường giảng về không vô tướng vô nguyện, không phân biệt các cõi, không động pháp giới, không động thật tánh, không y chỉ nơi, chữ, thức, người, không liệu nghĩa. Tuy không y chỉ, cũng không hủy bán, không phân biệt mình người, không hủy bán 12 nhân duyên, không thuộc thế gian, làm thanh tịnh thế gian, không chấp pháp, làm thanh tịnh pháp, không tham tiếc, không hủy giới, không lánh người phá giới, không giận, ganh ghét, lười biếng, không mất tâm đạo, không quên bồ đề. Không đố kỵ pháp người, không chấp kinh, không hủy bán kinh, luật luận cũng thế, không thấy lỗi của chánh pháp, không tăng tâm mạng, không hủy bán nhân quả nghiệp báo, không thoái lui trong chánh pháp, biết ân, giữ ân, đền ân, không tâm sân hận, không chấp ngã kiến, không ganh ghét trước lợi ích của người, không phân biệt kẻ oán người thân, không báo thù khi bị chê cười, không nói hai lưỡi để chia rẽ người, không vua nịnh dối chúng, không thọ chế Bồ Tát, tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ vì người khác. Sống nơi thanh vắng, lắng lòng, suy xét, siêu năng đọc tụng 12 bộ kinh, không giữ giới vì để hơn người, không hành hạnh biết đủ vì sự cúng dường, không tu pháp biết đủ, vì để chỉ rõ người khác không biết đủ, không nói pháp bồ đề giới thượng của Phật, không làm vì người, không tạo nghiệp ác tà mạng, không bỏ hủy bảy tài, không tham ăn, không đoạn mạng giống, không đoạn giống thánh, không chê người khen mình, không đếm tính pháp Phật, luôn tán thán pháp đại thừa, đó là pháp ngữ. Khi ấy Thế Tôn lại bảo, bạo nữ Bồ Tát thành tựu nghĩa, thế nào là nghĩa? Đó là khi tin tưởng tu tập trang nghiêm không hư dối, trang nghiêm tất cả các lành, chí tâm chuyên niệm tu hành pháp lành, trừ nghi cho chúng sinh không mong đền ân, đem đến sự an ổn, diệu cho chúng sinh, giữ gìn giới cấm, không mất tâm nhẫn, siêng năng tu tập tăng trưởng pháp lành, tu định để trừ loạn, độ trí vô thượng, phá vô minh tâm tối, tu tâm từ, bình đẳng với chúng sinh, tu tâm bi, tùy thuận độ sinh, tu tâm hỷ, bố thí pháp hỷ, tu tâm xả, không chấp khổ vui, bố thí tài pháp, tâm không hối tiếc. Nói lời êm dịu, trừ tâm ác tạo lợi ích cho mọi loài, đủ pháp sâu xa, cùng sống với chúng sinh để khuyên phát đại thừa, dùng bốn giới pháp điều phục chúng sinh, thấy tất cả hành đều là vô thường, khổ không, vô ngã, thanh tịnh, phiền não, y chỉ nghĩa, không y chỉ ngữ, không y chỉ chữ, y chỉ pháp, không y chỉ người, thuyết giảng, nghĩa vô ngại, đạt giải thoát, thuyết đúng pháp về nhạo thuyết vô ngại, lưu trang nghiêm bằng pháp thí, trang nghiêm giới, mong thành tựu trang nghiêm đa văn, hành đúng pháp trang nghiêm gốc công đức, đầy đủ tướng tốt, trang nghiêm trí tuệ, biết tướng căn thượng trung hạ của chúng sinh, trang nghiêm bằng định, tâm thanh tịnh, trang nghiêm bằng tuệ đạt ba tuệ, tu bốn niệm xứ, tâm không tán loạn, tu bốn chánh cần được căn lành, tu bốn như ý, đi lại các nơi, tu năm căn, phân biệt câu chữ, tu năm lực trừ phiền não, tu bảy giác phần, biết các pháp, tu tám thánh đạo, kiên định trước đạo ác, tu thần thông không thoái chuyển. Đại Bồ Tát hiểu các nghĩa đó là nghĩa, Bồ Tát giải nghĩa này được gọi là thuyết nghĩa. Lại nữa, bạo nữ còn có nghĩa, tu tập vô nguyện, không cầu ba cõi thuyết giảng ba không là thuyết nghĩa. Nghĩa là tất cả các hành không thể tu. Bồ Tát giảng các hành không thể tu là thuyết nghĩa. Đoạn hết sinh tử là nghĩa, Bồ Tát giảng các pháp không sinh là thuyết nghĩa.
Ba cõi không xuất là nghĩa, Bồ Tát giảng như vậy là thuyết nghĩa. Bốn nhân đế là nghĩa, giảng như thế là thuyết nghĩa. Chữ không thể nói là nghĩa, giảng như thế là thuyết nghĩa. Nghĩa chân thật là nghĩa, giảng như thế là thuyết nghĩa. Hết thảy pháp Bồ Đề không thể tính kể là nghĩa, Bồ Tát giảng như vậy là thuyết nghĩa. Trong các thừa, đại thừa là trên hết là nghĩa, giảng như thế là thuyết nghĩa. Bạo nữ không phân biệt là nghĩa, không chúng sinh, không thọ mạng, một vị, không động, không cùng tận, một việc không sinh, không xuất, không đến, không đi, không diệt, không hai, không thể quán thấy, không tạo tác, vô vi, vô tác, tâm không vô nịnh, ba cõi bình đẳng, ba phần, không khác, không được mất, không lạnh nóng, không sạch nhơ, không như thế, không lấy bỏ, không đạo, phi đạo, không thường đoạn, không trung đạo, không giận, không nhơ, không quán pháp, phi pháp, không âm thanh, ngôn ngữ, chữ nghĩa, không tâm, ý thức, không phân biệt tham, sân, si, tất cả các pháp có tướng, không tướng, đều thuộc về không, vô tướng, vô nguyện, chân thật trước các pháp bình đẳng, không bình đẳng, nhờ trí tuệ đạt giải thoát. Bạo nữ Bồ Tát đầy đủ nghĩa đó là nghĩa, giảng như thế là thuyết nghĩa. Bạo nữ về luật Bồ Tát giảng như thế nào? Phật dạy tỳ ni có hai, phạm, phiền não. Thế nào là tỳ ni phạm? Phạm là suy xét biết thiện, vì do mình điên đảo hư vọng, khi dối phiền não, hối hận, kiêu mạn, buông lung, ít học. Đó là phạm. Nếu trừ tâm nghi sẽ đạt giải thoát. Đạt giải thoát nên thấy nơi phạm không phải là xứ, không phải phi xứ, không phải thân, khẩu, ý, không lấy bỏ. Không thể nhìn thấy không phải thân, khẩu, ý làm nên. Nếu có làm thì thuộc pháp diệt, nếu là pháp diệt ai làm ai phạm, tất cả các pháp đều như thế, không căn, không tạo tác, không nơi chốn, phải trừ tất cả nghi ngờ ấy được gọi là tịnh, không nóng, làm theo lời thầy là có tính. Có định là tỳ ni. Thế nào là tỳ ni phiền não? 12 chi trừ vô minh đến già chết là tánh phiền não, điều phục tất cả phiền não là tỳ ni. Vì sao? Vì không, vô tướng, vô nguyện có thể điều phục các pháp. Nếu pháp là không, không có tánh tướng, không thể mong cầu thì làm sao có tham sân si, không tạo tác nên điều phục được các pháp. Nếu các pháp không tạo tác làm sao có phiền não kết xử, các pháp do duyên sinh, đã là duyên sinh làm sao thấy được. Thấy 12 chi là biết được phiền não và tướng phiền não. Quán các pháp bình đẳng như thế là tỳ ni, chỉ giảng các nghĩa như thế gọi là Bồ Tát thuyết tỳ ni. Từ tỳ ni biết được ngã, tức là biết được tỳ ni phiền não. Thế nào là tri ngã tỳ ni? Quán vô ngã, quán tánh ngã, biết ngã tịnh, ngã thật, ngã phân biệt, ngã không, ngã tu. Biết ngã không động, không nói, không chấp, không sinh, không diệt. Biết như thế về ngã là biết phiền não tỳ ni. Nếu thật không ngã mà nghĩ là có ngã, cũng thế không phiền não mà nghĩ là có phiền não. Ngã vốn không phiền não, ai đầy đủ tỳ bà sa na thì có thể quán xét biết được. Đó là tri ngã phiền não tỳ ni, phiền não không phải quá khứ, vị lai, hiện tại, như tâm không phải sắc, không phải trong, ngoài, giữa. Phiền não cũng thế, không phải sắc, không phải trong, ngoài, giữa. Vì sao? Vì không hay biết, không tranh giành, không thanh tịnh, không tạo tác. Nếu biết phiền não không sinh diệt như thế, được gọi là biết tỳ ni phiền não. Bạo nữ Bồ Tát biết như thế về tỳ ni phiền não và giảng dạy cho chúng sinh biết được gọi là Bồ Tát biết. Bồ Tát diễn thuyết tỳ ni. Lúc Phật giảng nói pháp này, có 10.000 Bồ Tát đạt pháp nhẫn vô sinh. Khi ấy bạo nữ vui mừng thưa Phật: Thế Tôn, pháp nghĩa chân thật và tỳ ni Như Lai giảng nói thật không thể nghĩ bàn. Bồ Tát nào có thể thuyết giả như thế là người biết thật, thấy thật. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất nói với bạo nữ: Cô đã đầy các pháp đó có thể giảng thuyết không? Bạo nữ đáp: Đại đức Xá Lợi Phất là người không tham, không tham tức là nghĩa. Nghĩa đó không thể nói tức là tỳ ni. Đại đức nếu đã thế làm sao thuyết giảng được? Hơn nữa, thưa đại đức, thật là diệt, diệt là pháp là tịnh. Tịnh là nghĩa là tỳ ni. Các pháp đó không có văn tự, đã không văn tự làm sao thuyết giảng? Đại đức thật là như là pháp là không hai. Không hai là nghĩa, không hai cũng không thể điều phục, đã không thể điều phục làm sao gọi là điều phục. Các pháp đó không sở hữu, đã không sở hữu làm sao giảng nói. Xá Lợi Phất, do thành tựu bảo vật gì mà có tên là bảo nữ?
Bà nữ đáp, có 32 tâm báu của Bồ Tát, trong các tâm đó không có tâm thanh văn và bích chi Phật. 32 tâm phát tâm độ tất cả chúng sinh, phát tâm để hạt giống Phật không đoạn hết, phát tâm để hộ trì pháp Phật mãi trường tồn, phát tâm bảo vệ tăng bảo, phát tâm để đem pháp lạc đến cho chúng sinh, phát tâm tu đại từ để độ thoát khổ phiền não, phát tâm tu đại bi bỏ mọi vật trong ngoài, phát tâm giữ gìn giới cấm để điều phục kẻ hủy giới, phát tâm tu nhẫn trừ bất nhẫn, kiêu mạn ác độc điên đảo si mê dối gạt buông lung phóng túng, phát tâm siêng năng trừ tâm biến nhát lo sợ thoái chuyện hối hận, điều phục chúng sinh biến lười, phát tâm tu định đoạn trừ tâm loạn chối lừa quên, giúp chúng sinh đạt bốn thiền và tám giải thoát, điều phục chúng sinh cõi dục, phát tâm tu trí phá trừ ngu tối, thấy biết chân thật nhập pháp giới, phát tâm vì biết chúng sinh bình đẳng không hai chỉ có một vị, phát tâm vì không còn tham sân si lợi suy chê khen, tâm không hai an trụ nơi pháp lành, không bị dao động trước khổ vui, phát tâm gì không kinh sợ, muốn hiểu sâu về 12 nhân duyên, trừ kiến chấp, phát tâm gì luôn trang nghiêm bằng trí tuệ và công đức, phát tâm gì muốn luôn được gặp Phật nghe pháp, phát tâm để thuyết giảng pháp đã nghe, phát tâm vì đạt pháp tụ lớn không tham tiếc, phát tâm để nghe ngợi, để khen ngợi tịnh giới, sống đúng pháp giáo hóa, dẫn dắt kẻ hủy giới, phát tâm để trừ bảy loại mạng của chúng sinh, phát tâm để trừ nghiệp ác ma, phát tâm để đem lại niềm vui cho chúng sinh, phát tâm để trừ khổ cho chúng sinh, tâm không hối hận, phát tâm mong thành tựu trọn vẹn pháp Phật, phát tâm vì biết tất cả pháp hữu vi là vô thường, vô ngã, tâm không chán ghét, phát tâm gì thích tu các pháp trợ đạo, phát tâm gì biết tất cả là không vô tướng vô nguyện, vì chúng sinh nên không thụ chứng, phát tâm tuy sợ các cõi, nhưng luôn hộ trì các cõi, phát tâm để thấy tội lỗi sinh tử nhưng không hối hận chán ghét, phát tâm vì nếu cần bồ đề hưởng pháp lạc tối thượng thì vẫn bỏ pháp lạc ấy để chịu khổ não vì chúng sinh. Đại đức đó là 32 báu phát tâm, trong đó không có tâm thanh văn và bích chi Phật. Lúc ấy Đức Thế Tôn khen Bạo Nữ, hay thay, hay thay, ngươi đã nói đúng về sự phát tâm bồ đề của Đại Bồ Tát. Tâm bồ đề ấy thành tựu vô lượng vô biên công đức, không thể nói là 32 việc. Vì sao không phải là báu thanh văn duy giác Bồ Tát mà là báu Phật? Khi đã đạt báu Phật sẽ có được báu thanh văn duy giác Bồ Tát, vì thế Bồ Tát được gọi là khối báu. Bây giờ tôn giả sẽ lời phát bạch Phật Thế Tôn, lời Bạo Nữ nói thật không thể nghĩ bàn, qua lời ấy con biết Bạo Nữ dường như đã đạt bốn trí vô ngại. Phật nói, Xá Lợi Phất, ông có thể nói Bạo Nữ chưa đạt bốn trí vô ngại sao? Bạo Nữ từ lâu đã đạt trọn vẹn bốn trí đó. Bạo Nữ thuyết giảng lời lẽ không cùng tận, nghe lấy cũng không cùng tận. Tôn giả Xá Lợi Phất nói với Bạo Nữ, hiền giả xin phân biệt giảng thuyết bốn trí vô ngại, vì tất cả pháp đều có từ đó. Đại đức, tâm bồ đề là cứu vô ngại. Vì sao? Vì trong tâm bồ đề bao hàm các nghĩa, đó là trí vô ngại nghĩa. Tất cả pháp giới đều ở trong tâm bồ đề, là trí vô ngại pháp Phật không văn tự, mà nêu văn tự là trí vô ngại từ. Không thể giảng thuyết, nhưng thuyết giảng không cùng là trí vô ngại nhạo thuyết. Nghĩa không thể ngôn thuyết là nghĩa vô ngại, tất cả các pháp đều như tướng huyển là pháp vô ngại, không ngôn thuyết là từ vô ngại. Trong sáu nhập giới không chướng ngại là nhạo thuyết vô ngại, tỏ đạt nơi nghĩa là nghĩa vô ngại, thích tịch tỉnh là pháp vô ngại, chữ không hợp với pháp không hợp với nghĩa là từ vô ngại, giảng thuyết âm thanh là nhạo thuyết vô ngại. Như là chánh giác tức là nghĩa bồ đề, là nghĩa vô ngại, nghĩa bồ đề có từ pháp là pháp vô ngại, pháp tạo nên câu từ là từ vô ngại, thuyết nghĩa là nhạo thuyết vô ngại, nghĩa pháp là nghĩa vô ngại, giải thoát là pháp vô ngại, nêu tướng pháp không có tánh pháp là từ vô ngại, phân biệt pháp giới và phi pháp giới là nhạo thuyết vô ngại. Tăng là vô vi, là nghĩa vô ngại, chư tăng một vị là pháp vô ngại, hòa hợp tăng là từ vô ngại, công đức của chư tăng là nhạo thuyết vô ngại. Đại đức, bốn vô ngại đó bao trùm, bao hàm tất cả pháp. Lúc này tôn giả Xá Lợi Phất thưa, Thế Tôn, thời gian phát tâm của Bạo Nữ là bao lâu? Giới căn lành ở đức Phật nào? Phật nói, Xá Lợi Phất,
Vô lượng A Tăng Kỳ kiếp ở thời quá khứ, có Đức Phật hiệu Phân Biệt Kiến là Đấng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh, tốt thiền thể, thế gian giải. Vô thượng sĩ, điều ngự, trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Có nước tên Đại Tịnh, như cõi trời đâu xuất, bảy dạng 6.000 Bồ Tát xuất gia, đều là bậc phạm hạnh thanh tịnh, đạt Đà La Ni không thoái chuyển. Lúc đó có Chủ Luân Thánh Dương tên Tịnh Đức Báo, là vua của ngàn cõi nước có 8 kệ, có 84.000 thệ nữ. Ngàn người con khỏe mạnh như lực sĩ Liên Hoa, vua Tịnh Đức Báo, trải qua 36.000 ức năm cúng dường Phật và Bồ Tát bằng mọi vật cúng như phòng nhà, giường nằm, y phục, thức ăn, thuốc men. Xá Lợi Phất, Thế Tôn, không biết tuổi thọ của Đức Phật Phân Biệt Kiến là bao nhiêu? Xá Lợi Phất, tuổi thọ của Đức Phật đó là 10 trung kiếp. Bây giờ, Chủ Luân Vương cùng thể nữ dân chúng, cả thầy 92.000 ức na dư tha người, mang theo vô lượng chú số Phật cúng, đến cho Phật, rải cúng Phật 8.000 ức cho báu thượng diệu, cúi đầu lạy quỳ gối chắp tay thưa. Thế Tôn, như vật cúng của con, có vật cúng của ai hơn không? Đức Phật đáp, Đại Vương, có một vật cúng hơn tất cả các vật cúng, các vật cúng không bằng một trong 100.000 vạn phần. Nhà vua thưa, Thế Tôn đó là vật cúng gì, xin Phật dạy cho. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ, bố thí vô lượng, vô số báu, như các vô số sông hàng lớn, tuy được vô lượng phước như vậy, nhưng không như thương xót phát bồ đề. Vô lượng ức hằng hà sa Phật, hoa hương định diệu để cúng dường, phước đức có được vẫn không bằng phát tâm bồ đề, bảy không thoái. Phát tâm như thế là bố thí. Nhẫn giới tinh tấn thiền trí tuệ, nếu vì thương yêu phát tâm lớn, thành tựu vô lượng phước không cùng, xinh đẹp giàu có thuộc quý tộc, lại còn phát khởi tâm bồ đề. Cai trị ngàn cõi đến phạm thiên, thành tựu tự tại nên phát khởi. Những ai thích phát tâm bồ đề, xa lìa tất cả các cõi ác, mở đường chân chánh cho trời người, bích lấp hết thảy nẻo tà vậy. Đầy đủ các căn không đuôi điếc, đều nhờ chí tâm phát bồ đề. Gặp số Phật 10 phương cõi, được vị cam lồ của cõi trời. Nếu ai thành tâm phát bồ đề, sẽ trừ diệt hết nghi kiêu mạn, vô lượng trí tuệ đạt tự tại, thuyết giảng pháp giới cho chúng sinh. Chúng sinh tôn trọng như cha mẹ, được thầy thuốc giỏi, người bạn tốt, trừ sạch bệnh khổ của mọi loài, chỉ dạy đưa về đạo bồ đề. Vô lượng của việc phát tâm bồ đề, nghe Phật giảng về công đức Thánh Dương, rất vui mừng. Cùng quyến thuộc dân chúng phát tâm bồ đề vô thượng ở trước Phật, nhà vua nói kệ. Này con thương yêu hết mọi loài, vì thế phát khởi tâm bồ đề. Những ai thành tựu đại tự tại, không nên thoái chuyển tâm bồ đề. Mãi chịu sinh tử nhiều khổ não, cũng chẳng lợi ích cho mình người. Tha phát bồ đề chịu khổ não, còn hơn an lạc chẳng phát tâm. Chúng sinh phát khởi tâm bồ đề, được hưởng diệu lạc trời người vua, thành tựu pháp lạc tịnh vô lậu, pháp lạc vô lượng của bồ đề. Chứng đạt tịnh tuệ nhận tối thượng, bốn tâm vô lượng và sáu độ, ba pháp tuệ tịnh sáu thần thông, bốn trí vô ngại luôn tự tại, mười lực vô thượng, bốn vô ý, ba pháp niệm xứ và đại bi, thành tựu trọn vẹn 18 phép, tất cả đều do phát bồ đề. Lay động cõi nước ở 10 phương, biết rõ tâm tánh của mọi loài, độ thoát vô lượng vô số chúng, đều nhờ phát khởi tâm bồ đề. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, khi Thánh Vương nói kệ này, có bốn vạn trời hàng người, vô lượng chúng sinh phát tâm bồ đề vô thượng. Bây giờ Thánh Vương lại cúng dường Phật suốt vạn ức năm, sau đó vua xuất gia luôn suy nghĩ về bốn cú, thật, pháp, nghĩa, điều phục. Suốt một ức năm, Xá Lợi Phất, ông biết không, chuyện luôn Thánh Vương thời đó đâu phải người nào lạ, chính là Bảo Nữ đấy. Tôn giả Xá Lợi Phất thưa, Thế Tôn vì nghiệp duyên gì? Lại thọ thiên nữ. Phật nói, này Tôn giả Xá Lợi Phất, tất cả Bồ Tát không vì nghiệp mà thọ thân nữ, mà là dùng sức thần thông trí tuệ thị hiện thân nữ để điều phục chúng sinh. Xá Lợi Phất, ông cho Bồ Tát Bảo Nữ là người nữ, chớ suy nghĩ như vậy. Vì sao? Vì thân nữ đó là sức thần thông, sức trí tuệ. Xá Lợi Phất, từ vô lượng kiếp, người này không còn thọ thân nam nữ, thân đó không phải ở quá khứ vì là hiện tại. Thân ấy là thân phương tiện, là thân hóa độ cõi này. Vì giúp 92.000 người nữ phát tâm bồ đề chỗ thượng nên hiện thân phương tiện ấy. Lúc ấy Bảo Nữ nói với Tôn giả Xá Lợi Phất,
Đại đức có thể dùng thân nữ thuyết giảng chánh pháp không? Tôn giả Xá Lợi Phất đáp: Với thân nam ta còn chán ghét huống gì thân nữ. Xá Lợi Phất: Đại đức chán ghét thân nam. Tôn giả Xá Lợi Phất đáp: Đúng thế. Đại đức, chính vì thế mà Bồ Tát hơn hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật. Vì sao? Vì nơi mà Thanh Văn các vị chán ghét thì Bồ Tát lại hưởng pháp lạc ở đó. Thanh Văn không thích sinh vào các cõi, Bồ Tát lại thích thọ sinh. Thanh Văn biết đủ về công đức, Bồ Tát đối với công đức không bao giờ thấy đủ. Thanh Văn chán ghét phiền não, Bồ Tát lại sống trong phiền não mà không lo sợ. Xá Lợi Phất hỏi: Bảo nữ, Bồ Tát có lực gì, vì sao lại không chán ghét? Bảo nữ đáp: Đại đức, Đại Bồ Tát có 8 lực, vì thế không chán ghét. 8 lực: Từ, vì tâm không ngại. Bi, vì điều phục. Thật, vì không dối Phật, dối mình, dối chúng sinh. Tuệ, vì đoạn phiền não. Phương tiện, vì tâm không hối hận. Công đức, vì không lo sợ. Trí, vì phá trừ vô minh. Tinh tấn, vì không buông lung. Bồ Tát thành tựu 8 lực đó nên tâm không hối hận. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi: Bảo nữ, cô đã có đủ 8 lực chưa? Đáp: Đại đức, nó đầy đủ, tức là điên đảo là hai tướng là hữu vi là không sở hữu, không sở hữu là bình đẳng. Đại đức, đã bình đẳng thì làm gì có lực không lực, làm sao nói là một là hai? Đại đức, tất cả các pháp như hư không, đã là hư không không thể nói là trong là ngoài, là sáng là tối, tất cả các pháp cũng thế. Nếu các pháp như hư không, làm sao có thể nói là có lực không lực, là một là hai? Đại đức, Đại Bồ Tát cũng có lực không lực, nghĩa ấy ra sao? Không lực phiền não, có lực trí tuệ, không sân tham, có bố thí, không phá giới, có dụ giới, không sân hận, có nhẫn nhục, không lười biếng, có siêng năng, không tán loạn, có thiền định, không vô minh, có trí tuệ. Vì thế Bồ Tát đoạn trừ pháp ác, tu tập pháp lành, không có lực pháp ác, có lực pháp lành. Khi ấy Đức Thế Tôn khen ngợi Bảo Nữ: hay thay, thì nam, tín nữ nào thuyết giảng như thế, tức là thật thuyết. Khi Bảo Nữ thuyết giảng pháp này, có 500 Bồ Tát thành tựu pháp nhẫn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Đặng Đại Tập quyển 6 phẩm 3 Bảo Nữ phần 2. Bây giờ Bảo Nữ lại thưa Phật: Thế Tôn, trong kinh dạy Như Lai đủ 10 thần lực, như vậy 10 lực của là Thế Tôn sao? Hay ngoài 10 lực có Thế Tôn? Nếu 10 lực là Thế Tôn thì là hai pháp, nếu là hai thì thuộc vô thường. Nếu ngoài 10 lực có Thế Tôn, làm sao Như Lai giảng chánh pháp? Thế Tôn, nếu trong một lực đủ 10 lực, vì sao Như Lai không nói là 100 lực? Nếu đã không là 100 thì một lực không phải là 10, là 100. Khi ấy Đức Thế Tôn khen Bảo Nữ: hay thay, Như Lai Thế Tôn không phải 1, 2. Nếu không phải là 1, 2, làm sao là 10, là 100? Đại Bồ Tát trừ chấp 1, 2 thành tựu Bồ Đề vô thượng, Thế Tôn không phải là 10 lực, không phải ngoài 10 lực. Vì vậy 10 việc nên nói Như Lai đủ 10 lực. Như Lai tuy nói 10 lực nhưng trong một lực đủ vô số lực, vì nếu bày lưu truyền nên nói 10 lực. Bà Nữ lại thưa: Hy hữu thay Thế Tôn, xin giảng về 10 lực. Phật bảo: Bảo Nữ lắng lòng nghe kỹ, Như Lai sẽ giải thích rõ. Bảo Nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề thì không bao giờ cầu pháp thanh văn và tạo nghiệp ác. Giới tâm kiên định, khi đạt Bồ Đề thành tựu lực thứ nhất, Như Lai thành tựu lực đó nên gầm tiếng sư tử, thuyết pháp cho đại chúng. Phép đó trời, người, ma, phạm, sa môn, bà la môn không thể thuyết giảng. Lại nữa, Bảo Nữ, khi Bồ Tát tu đạo Bồ Đề hiểu các nghiệp là một nghiệp giới lực đó, biết rõ tất cả nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại, nhân duyên, xứ, phi xứ, khi thành Bồ Đề thành tựu lực thứ hai. Lại nữa, Bảo Nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề hiểu rõ căn tâm tánh chúng sinh, thuyết giảng giáo pháp giới lực đó, khi đạt Bồ Đề thành tựu lực thứ ba. Lại nữa, Bảo Nữ, khi Bồ Tát tu đạo Bồ Đề quán sát cõi chúng sinh, thuyết giảng giáo pháp, vì thế khi đạt Bồ Đề thành tựu lực thứ bốn.
Lại nữa, bảo nữ, khi Bồ Tát tu đạo Bồ Đề quán căn tánh thường trung hạ của chúng sinh, tùy thuận thuyết pháp, nhờ thế khi đạt Bồ Đề thành tựu lực thứ năm. Lại nữa, bảo nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề quán đạo rốt ráo như hữu vi vô vi thanh văn duyên giác Bồ Tát, nhờ thế khi đạt Bồ Đề thành tựu lực thứ sáu. Lại nữa, bảo nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề cung kính tôn trọng tu tập thiền định, thuyết giảng chánh pháp điều phục chúng sinh, nhờ thế khi đạt Bồ Đề thành tựu lực thứ bảy. Lại nữa, bảo nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề không hủy bán căn lành thời quá khứ, thành tựu tâm niệm không buông lung, nhờ thế khi đạt Bồ Đề thành tựu lực thứ tám. Lại nữa, bảo nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề thấy người chưa học không khinh thường, riêng mình tuy học hiểu nhưng không kiêu mạn, đem ánh sáng trí tuệ đến cho chúng sinh, nhờ thế khi đạt Bồ Đề thành tựu lực thứ chín. Lại nữa, bảo nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề giáo hóa chúng sinh, diệt trừ lậu hoặc không để chúng thêm nhiều, khen ngợi pháp giải thoát, tu đạo vô lậu thuyết giảng cho chúng sinh, nhờ thế khi đạt Bồ Đề thành tựu lực thứ 10. Bảo nữ, Bồ Tát tu tập 10 lực đó đầy đủ 10 lực của Như Lai. Bảo nữ lại thưa: Thế Tôn, đại Bồ Tát tu tập pháp gì để đạt 4 vô ý và 18 pháp? Phật nói: Bảo nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề không tham tiếc pháp là chứng đạt, không nghĩ nếu ta dạy cho người, người sẽ hơn ta, bình đẳng với chúng sinh, bố thí tất cả tài pháp, quán sát vô số tướng của pháp giới, nhờ thế khi đạt Bồ Đề thành tựu chú ý thứ nhất. Lại nữa, bảo nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề biết rõ pháp ngăn đạo, nhờ thế khi đạt Bồ Đề thành tựu chú ý thứ hai. Lại nữa, bảo nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề thường tu đạo thanh tịnh, thường thuyết pháp thanh tịnh, tu tập pháp trang nghiêm, tự độ độ sinh, nhờ thế khi đạt Bồ Đề thành tựu pháp vô ý thứ ba. Lại nữa, bảo nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề không hề sinh tâm kiêu mạn, không tự nói mình thấy biết, mình thấy mình biết, che lấp công đức, bày lỗi xấu, nhờ thế khi đạt Bồ Đề thành tựu pháp vô ý thứ bốn. Lại nữa, bảo nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề chỉ đường tránh cho chúng sinh lạc đường, trừ bỏ gai góc gạch ngói bên đường, bắt cầu nơi đường hiểm, đem đèn sáng tới nơi tối, điều phục kẻ phạm tội, trừ nghi ngờ hối hận của chúng sinh, không phạm thì không vu khống, đoạn tâm nghi pháp của chúng, ban ánh sáng pháp, khuyên thỉnh thuyết pháp, thấy ai thuyết pháp luôn khen ngợi, cung kính tôn trọng, không khinh thường, hiểu rõ ngôn ngữ của chúng sinh, không khinh rẻ nói lời sai, nhờ thế khi đạt Bồ Đề thành tựu pháp không quên. Lại nữa, bảo nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề luôn nói những lời thật, chánh pháp, có nghĩa, đúng thời, điều phục, không sai, đoạn ác lời của Thánh, thuyết giảng cho người, những pháp đã nghe, gì từ lời lời ta nên không khinh khi, không tranh tụng, tin Phật Pháp Tăng, giúp chúng sinh tin Tam Bảo, biết pháp giới không thể thuyết giảng, nhờ thế khi đạt Bồ Đề biết tất cả ngôn ngữ, đạt vô lượng pháp tổng trì, vì thế nơi mỗi lỗ chân lông trên thân, đủ tướng tốt đó đều phát ra tiếng phi diệu của Phật. Lại nữa, bảo nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề thường tụ tu và giáo hóa chúng sinh tu sáu niệm, nhờ thế khi đạt Bồ Đề không mất tâm niệm, thành tựu phương tiện đầy đủ tổng trì chứng pháp, vô số chúng sinh tư duy pháp sâu từ vô lượng kiếp, cùng lúc đều đến hỏi pháp không cần suy xét, Như Lai cùng lúc trả lời tất cả. Lại nữa, bảo nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề thường bảo vệ chúng sinh, không tạo nhân tán loạn, khổ não cho chúng sinh, không ngăn trở nhiễu loạn khi thấy chúng sinh làm lành, biết rõ các pháp như tướng huyễn, bình đẳng với tất cả chúng sinh, biết pháp giới có cùng một vị, nhờ thế khi đạt Bồ Đề tâm luôn định, đạt phương tiện tổng trì nghe tất cả, và vì thế luôn sống trong định làm việc Phật. Lại nữa, bảo nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề tâm không điên đảo, vì thế trong vô ngã không nghĩ có ngã, không chấp có chúng sinh, thọ mạng, sĩ phu, nam nữ, kiêu mạng, phiền não, thường đoạn hữu vi, thiện ác, nhơ sạch, hữu lậu, chỗ lậu thế gian, xuất thế gian, sinh tử niết bàn. Chúng sinh vì điên đảo nên chấp như thế. Nếu không có điên đảo sẽ không chấp như vậy, thực hành trung đạo, nhờ thế khi đạt Bồ Đề thành tựu một tưởng, không có hai tưởng, tu định, chứng phương tiện tổng trì do tận khí, nhờ diệu lực của tổng trì thường tu muội, thường tu tam muội do tưởng, thương yêu chúng sinh, tu tập đại bi, luôn thuyết giảng chánh pháp. Lại nữa, bảo nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề tu tập tâm xả, bỏ khổ vui, không khổ vui, không thích lo, không yêu ghét, nhờ thế không phân biệt lợi ích suy kém, hủy bán khen ngợi, thường quán vô thường, khổ vô ngã, và chúng sinh tu tâm xả như mình. Nhờ thế khi đạt Bồ Đề
thành tựu đại xả, đạt phương tiện tấm trì đại hai ấn. Nhờ sức của tấm trì nên không vui mừng khi được người trời Atula, Kẻ Nước Bà, Kalola, Khẩn Nala, Mahula Già, Đế Thích Phạm Thiên ca ngợi, không buồn đau khi bị kẻ ác tà kiến khinh khi, máng nhiếc, tâm bình đẳng như đất nước, lửa gió, không cao, thấp, động nhờ tu đại bi. Lại nữa, bảo nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề, chí thông tu tập pháp lành của Bồ Đề, không cầu học pháp thanh văn, tu tập đại bi, không thoái tâm, nhờ thế khi đạt Bồ Đề thành Phật, không thêm, không bớt, đạt phương tiện tổng trì kim cang tràng, tự tại biết cách thuyết giảng. Lại nữa, bảo nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề, luôn siêng năng tu tập pháp lành, cung kính, cúng dường các bậc hòa thượng, thiện tri thức, thích cần gũi nghe pháp thọ trì để phục chúng sinh, để cúng dường vô lượng Phật giúp chúng sinh đạt đạo vô thượng, siêng năng đạt pháp, nhờ thế đạt được phương tiện tổng trì căn Phật pháp. Khi đạt Bồ Đề thành tựu pháp tinh tấn không giảm sút, nhờ tinh tấn nên thành tựu trọn vẹn thần thông. Lại nữa, bảo nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề, đầy đủ tâm niệm, tu bốn niệm xứ, quán thân trong ngoài là vô thường, khổ, vô ngã, thọ tâm pháp niệm cũng thế, tu tam muội không, vô tướng vô nguyện, là thân Như Lai, quán thân niệm xứ không, chứng giải thoát. Nhờ thế khi đạt Bồ Đề thành tựu tâm niệm không giảm của Như Lai, đạt trí tâm không biết căn tánh của chúng sinh, hiểu rõ về phiền não nghiệp, hành tập tâm xứ, biết căn lành, căn ác, quả báo, sinh diệt, thứ lớp các cõi, cõi Phật, đại chúng, các thừa, hành nguyện đại, đạt thọ ký của Bồ Tát. Cha mẹ, thân tộc, thầy bạn, hòa thượng. Lại nữa, bảo nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề, thường tu các tuệ, trí, lợi, tật, vô biên, thầm thâm, giải tịnh, không động, vô ngại, vô thắng, biết thừa thanh văn, duyên giác, vô thượng, không biết đủ. Trọn diện các tuệ, cầu trí tuệ và chánh pháp, thọ trì pháp, thuyết pháp, vui thích pháp. Nhờ thích pháp nên không tham chấp các vật trong ngoài, chịu thiếu thốn để cúng dường các vật hòa thượng, cầu nghe một chữ, một câu, một nghĩa pháp, cúng dường châu báu trong mười phương lên pháp chủ. Vì một câu kệ có thể xả bỏ thân mạng, người dù tu pháp bố thí trong vô số kiếp vẫn không bằng nghe pháp Bồ Đề, vui vẻ nghe, thích giảng chánh pháp, luôn được trời Phật che chở, nhờ xuất niệm thông đạt tất cả kinh sách học thuyết thế gian. Nhờ vậy khi đạt Bồ Đề thành tựu trí tuệ không tăng giảm của Phật, trí đó là trí vô ngại, biết tâm chúng sinh, thiện ác vô ký, hữu lậu vô lậu, thế gian xuất thế gian, pháp sạch nhờ sinh tử niết bàn, biết tất cả pháp môn, diệt Bồ Đề, đạo Bồ Đề, cõi nước, kiếp, di trần, quá khứ, vị lai, hiện tại, thông suốt tất cả thuyết giảng không cùng. Nhờ thế tìm một pháp Như Lai giảng vô số pháp. Lại nữa, bảo nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề, không thích ở nhà hưởng thụ năm dục, thích ở nơi nhàn tịnh tu pháp xuất gia, tu nghĩa sâu xa và ba cửa giải thoát, nhờ sức tu tập đạt pháp vô ngại, trí vô ngại, vượt cõi ma, trang nghiêm phước tuệ, trừ phiền não ác kiến, thuyết giảng nghĩa sâu xa, trừ tâm nghi đoạn giác quán ác, xa lìa ba cõi dục sắc vô sắc, giảng pháp để giúp chúng sinh trừ tham, giảng pháp để đoạn trừ sân của chúng, giảng 12 nhân duyên để trừ cho minh cho chúng sinh, giảng pháp bố thí ba la mật cho kẻ tham tiếc, giảng giới ba la mật cho kẻ phá giới, giảng nhẫn ba la mật cho kẻ sân hận, giảng thiền ba la mật cho kẻ tán loạn, giảng trí ba la mật cho kẻ không trí, giảng bốn đế cho phàm phu, giảng các pháp không, thường lạc, thường tịnh lạc, ngã cho kẻ điên đảo. Giảng 37 phẩm trợ đạo cho kẻ bị trói buộc, Bồ Tát thành tựu các pháp như vậy, nhờ thế, khi đạt Bồ Đề thành tựu giải thoát không thêm bớt, không ai lay động, thanh tịnh rốt ráo, giải thoát cứu cánh, thấy biết pháp thanh văn duy giác, đạt phương tiện tổng trì thanh tịnh, nhờ sức của tổng trì thuyết giảng, thuyết pháp giải thoát, tự tại trong tất cả pháp. Lại nữa, bảo nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề, cung kính trí tuệ, đủ lực trí, đại trí sáng, biết quyến thuộc, biết các tâm, không tham, không sân, không si, không tham ái, không nhơ uế, không tranh chấp, không tham ăn, không tham ái, vô thượng, vô ngại, vô ký, thiện, bất thiện, ác tịnh, bất tịnh, lớn, nhỏ, hẹp, rộng, biết hết, không biết hết, tham, sẻ, giữ giới, phá giới, nhẫn, không nhẫn, lười biếng, siêng năng, định, loạn, ngu, trí, phàm, thánh, tu chánh định, tu tà định, tu bất định, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế. Tuy biết tất cả tâm, nhưng không chứng, điều phục chúng sinh, thuyết giảng chánh pháp như bốn chân đế, 12 nhân duyên, trừ các chấp đoạn, ngã.
giảng quả sinh từ nhân, không phải từ ngã chúng sinh thọ mạng. Hiểu rõ vô minh là nhân của hành, hành là nhân của thức, thức là nhân của danh sắc là nhân của sáu nhập, sáu nhập là nhân của xúc, xúc là nhân của thọ, thọ là nhân của thủ, thủ là nhân của ái, ái là nhân của hữu, hữu là nhân của sinh, sinh là nhân của già chết, lo buồn khổ não. Biết vô minh diệt là hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì ái diệt, ái diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sinh già chết, lo buồn khổ não diệt, tất cả khổ đều diệt. Quán sát như thế lại nghĩ các pháp đó không do ngã chúng sinh thọ mạng sĩ phu làm nên, không phải thường, không phải đoạn. Nếu không phải do chúng sinh sĩ phu làm nên thì được gọi là không, đã là không thì không có ngã chúng sinh thọ mạng sĩ phu, không thường đoạn thì không sinh diệt, không sinh diệt thì không thuộc ba đời, không thuộc ba đời là không, không không thể tính đếm, không thể tính đếm là nghĩa đệ nhất. Nghĩa đệ nhất là lời Như Lai, lời Như Lai thì không tranh chấp, không tranh chấp là pháp sa môn, pháp sa môn là hư không, biết các pháp như vậy được gọi là thật biết. Nếu quan sát suy xét các duyên ác thì khỏi vô minh khổ não. Suy xét ác không còn thì vô minh diệt, khổ não diệt. Quan sát như thế không chấp thường đoạn. Biết các pháp do duyên sinh, do duyên diệt. Các pháp không có ngã chúng sinh, thọ mạng, sĩ phu không kia đây giữa. Vì sao nếu không kia đây, làm sao có giữa? Bồ Tát thuyết giải như vậy, khi đạt Bồ Đề thành tựu trí giải thoát không thêm bớt, đạt vô biên tổng trì phương tiện. Nhờ sức của tổng trì quán cõi hư không từ pháp giới, giảng về xứ phi xứ sức lầu tận, không lo sợ đại từ đại bi và tạng bí mật sâu xa, giáo hóa chúng sinh bằng chánh pháp, đó là không cùng với nhị thừa, thân khẩu ý đầy đủ thần thông. Là nữa bảo nữa, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề, thân nghiệp được hành theo trí tuệ, không khinh khi cản trở chúng sinh, không tham tiếc, không tổn hại, hành phạm hạnh thanh tịnh, siêng năng tu tập pháp trợ đạo, không tiếc thân mạng, vì chúng sinh khởi tâm đại từ bi. Nhờ thế khi đạt Bồ Đề được gọi là Như Lai, tất cả hành động của thân đều bằng trí tuệ, đạt phương tiện tổng trì nhất thiết quan. Nhờ sức của tổng trì nên hiện vô số thân phương tiện như trời rồng, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Phạm Thiên, Đế Thích Tứ Thiên Vương, Sắc Lợi, Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đề, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Cư Sĩ Nam, Cư Sĩ Nữ, hiện vô số thân như thế, tùy thuận mọi loài thuyết giảng chánh pháp. Giảng xong thì ẩn thân, khi do tất cả đều không biết nơi ở, hoặc thì hiện nhập diệt để dạy pháp, chúng sinh vì xấu tình nên luôn tham đắm, không khi không còn thấy nữa, thì sẽ nhớ nghĩ. Là nữa bảo nữa, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề, khẩu nghiệp sống trong trí tuệ, không khinh khi chúng sinh, không nói những lời dối gạt hai lưỡi thô ác không nghĩa, không luôn nói những lời an ổn, pháp, tỳ ni, không não hại, Phật, có nghĩa, thích nghe, thích nhìn. Nhờ thế khi đạt Bồ Đề thành tựu khẩu nghiệp tùy trí tuệ của Như Lai, đạt phương tiện tổng trì tam phần, nhờ sức của tổng trì hiểu rõ ngôn ngữ của tất cả chúng sinh, giảng về nghiệp của chúng sinh, lời của Phật là lời chân thật, 12 nhân duyên, tùy thuận giả thoát, không tham, tịch tỉnh, nhân duyên. Lại nữa bảo nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề, ý nghiệp luôn sống trong trí tuệ, không dối chúng sinh, không ganh ghét, không tổn hại, không tà chấp, tu tập chánh kiến, khởi tâm đại từ bi, bình đẳng với tất cả chúng sinh, không quên mất tâm Bồ Đề, đầy đủ trí tuệ, trừ bỏ kiêu mạn. Nhờ thế khi đạt Bồ Đề, thành tựu ý nghiệp tùy trí tuệ của Như Lai, đạt phương tiện tổng trì vô cấu, nhờ sức của tổng trì, dù chỉ an trụ một tâm, chẳng biết tất cả tâm của chúng sinh, quán tâm chúng sinh đều bình đẳng, như tướng huyển hóa, bản tánh thanh tịnh, quán thân nghiệp của chúng sinh bình đẳng, như trăng dưới nước, tất cả chúng sinh đều hiện từ thân mình. Thân mình cũng ở trong thân chúng sinh, như bóng hiện, khi chúng sinh thành thân Phật, khiến thân mình thành thân chúng sinh, tất cả không lay động được. Lại nữa bảo nữa, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề, tinh trí tuệ của chư Phật thời quá khứ, nghiệp thân, khẩu ý đều thiện, không nghi ngờ, không kinh sợ khi nghe việc Phật, không thể nghĩ bàn. Tinh chúng sinh nơi cõi Phật đời quá khứ đã được điều phục, tinh thân Như Lai hiện hữu trong tất cả cõi nước khắp mười phương, không chướng ngại, hiểu ngôn ngữ của hết thảy chúng sinh, tùy thuận giảng pháp, trí tuệ thông hiểu ba đời, biết pháp giới,
các thức pháp, thần thông, nghiệp quả, chúng sinh thời quá khứ, tinh sức hiểu biết của tha tâm trí. Và chúng sinh cũng tin như vậy, nhờ thế khi đạt Bồ Đề, thành tựu trí chướng ngại biết rõ quá khứ của Như Lai, nhờ tu tập tâm tam muội dũng kiện đời xưa, nên đạt phương tiện tổng trì kiện hành. Nhờ sức của tổng trì biết rõ trong dòng, biết rõ dòng họ tuổi thọ của chư Phật thời quá khứ, còn biết rõ thanh văn duyên giác Bồ Tát quá khứ, thần thông nghiệp quả của tất cả chúng sinh, biết thời gian nào trong quá khứ có Phật ra đời, không có Phật ra đời, biết tên họ tịnh, không tịnh, rộng, hẹp, thô, tế, phi trần, nghịch thuận, là biết tất cả, nhìn trái cây trong bàn tay. Lại nữa, bảo nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề, tinh trí tuệ của chư Phật thời vị lai, thân, khẩu, ý, nghiệp đều thiện, không nghi ngờ, không kinh sợ khi nghe sự không thể nghĩ bàn của việc Phật, tình chúng sinh ở đời vị lai sẽ được điều phục, tình Như Lai đi lại trong mười phương không trở ngại, hiểu ngôn ngữ của tất cả chúng sinh, tùy thuận thuyết pháp, trí tuệ hiểu rõ ba đời, không ngại, biết cõi nước, các thừa pháp, thần thông, nghiệp quả, chúng sinh thời vị lai, tình xuất hiểu biết của tha tâm trí. Vậy chúng sinh cũng tin như vậy, nhờ thế khi đạt Bồ Đề thành tựu trí vô ngại biết rõ thời vị lai của Phật. Nhờ tu định bi, đạt phương tiện tổng trì sư tử hống, nhờ sức của tổng trì biết rõ dòng họ tuổi thọ của chư Phật thời vị lai, biết thanh văn duyên giác Bồ Tát vị lai, biết thần thông nghiệp quả chúng sinh, biết thời gian nào trong thời vị lai có Phật ra đời, không có Phật ra đời, biết tên họ tịnh không tịnh, rộng hẹp thô tế phi trần, nghịch thuận, biết rõ mọi việc như thế, tựa nhìn trái cây trong bàn tay. Lại nữa, bảo nữ, khi Bồ Tát tu hành đạo Bồ Đề, tinh trí tuệ của chư Phật thời hiện tại, nghiệp thân khẩu ý đều thiện, không nghi ngờ, không kinh sợ khi nghe sự không thể nghĩ bàn của việc Phật, tinh chúng sinh ở cõi Phật hiện tại được điều phục, tinh Như Lai đi lại khắp mười phương không ngại, hiểu rõ ngôn ngữ của chúng sinh, tùy thuận thuyết pháp, trí tuệ thông hiểu ba đời, biết pháp giới, các thừa pháp, thần thông, nghiệp quả chúng sinh hiện tại, tinh xuất hiểu biết của tha tâm trí. Dạy chúng sinh tin như vậy, nhờ thế khi đạt Bồ Đề, thành tựu trí vô ngại biết hiện tại của chư Phật, nhờ tu định tịnh, đạt phương tiện tổng trì kim cang, nhờ sức của tổng trì biết dòng họ tuổi thọ của chư Phật hiện tại, biết thanh văn duyên giác, biết bích chi Phật thời hiện tại, biết thần thông nghiệp quả chúng sinh, biết thời gian nào trong hiện tại có Phật ra đời, không có Phật ra đời, biết tên họ tịnh, không tịnh, rộng hẹp, thô tế, vi trần, thuận nghịch, biết rõ mọi việc như thế, như nhìn trái cây trong bàn tay. Bảo nữ, đó là 18 pháp bất cộng. Như Lai lại có các pháp bất cộng khác như không thấy kinh kim đỉnh Phật. Vì sao? Vì thân vô biên không ai hơn. Vì sao? Vì đủ tất cả mọi việc. Người thấy được trừ hết phiền não. Vì sao? Vì thân như cây thuốc, ở trong chúng không kinh sợ. Vì sao? Vì làm thanh tịnh tất cả, không khiếp nhược trước đại chúng. Vì sao? Vì đủ bốn vô ý, biết tâm chúng sinh. Vì sao? Vì tùy thuận thuyết giảng, đệ tử thanh tịnh. Vì sao? Vì không nói lời vô nghĩa, giảng pháp làm người nghe vui thích. Vì sao? Vì trừ chấp oán thân, tiếng pháp vang xa ai cũng nghe được. Vì sao? Vì không tạo lợi ích khác, tất cả chúng sinh đều thấy Phật ở trước mình, chăm chú nhìn ngắm. Vì sao? Vì thân Phật không thể nghĩ bàn, nghe pháp Phật phát mầm lành. Vì sao? Vì thành tựu vô lượng công đức, chúng sinh thích nhìn. Vì sao? Vì hiểu tất cả pháp, đi lại xoay người như tướng do Chúa. Vì sao? Vì oai nghi thanh tịnh, tiếng như tiếng gầm sư tử. Vì sao? Đầy đủ oai lực, oai nghi thuần thiện. Vì sao? Vì thân nghiệp sống trong trí tuệ, khẩu nghiệp thuần thiện. Vì sao? Vì khẩu nghiệp sống trong trí tuệ, thấy tất cả. Vì sao? Vì ý nghiệp sống trong trí tuệ, chúng sinh thích nghe pháp. Vì sao? Vì lời nói di diệu, được sự cúng dường bậc thượng. Vì sao? Là ruộng phước tối thượng, công đức không cùng tận. Vì sao? Vì không mong quả báo, không ai hoại được. Vì sao? Vì có thể đủ sức na la diên, đoán đúng mọi việc. Vì sao? Vì biết căn tánh là bậc thầy của tất cả. Vì sao? Vì đạt pháp thân, ai gần gũi sẽ được lợi ích. Vì sao? Vì biết tánh ba đời vốn tịnh, ai làm tổn thương thân Phật sẽ bị tội ngũ nghịch. Vì sao? Vì thành tựu căn lành, đoạn hết tập phiền não. Vì sao? Vì nếu vì không biết nhân phiền não, hiểu biết tất cả hành. Vì sao? Vì biết hết thảy các pháp. Bảo nữ, đó là pháp bất cộng của Như Lai. Lúc ấy bảo nữ bạch Phật Thế Tôn, nhờ nghiệp nhân nào Như Lai thành tựu 32 tướng tốt? Phật nói, bảo nữ, Như Lai thành tựu vô lượng công đức nên có 32 tướng tốt. Như Lai sẽ nêu
sẽ được nêu vài việc trong vô số việc. Như Lai chuyên tâm giữ gìn tịnh giới, nên bàn chân bằng phẳng, tu tập vô số pháp thí, nên bàn chân có tướng bánh xe ngàn cân, không khinh chúng sinh, nên gót chân thẳng đầy, hộ trì chánh pháp nên ngón tay thon dài, không hại chúng khác, nên nghĩa các ngón tay có màng, bố thí y phục đẹp nên tay chân mềm mại, cúng thức ăn ngon nên bảy nơi đầy đủ, thích nghe pháp Phật nên có gót chân nai chúa, không có lỗi với người nên có tướng âm tàn, tu pháp lành nên thân trên như sư tử, giáo hóa chúng sinh bằng pháp lành nên xương cốt đầy đặn, cứu kẻ kinh sợ nên có tướng khuỷu tay ngay thẳng, thích giúp đỡ sự nghiệp của người nên tay dài chấm gối, thường tu mười pháp lành nên thân thanh tịnh, thường ban thuốc lành nên được thức ăn ngon, trang nghiêm pháp lành nên có tướng má sư tử, bình đẳng đối với tất cả chúng sinh nên có 40 chiếc răng, giảng hòa mọi tranh chấp nên răng khích kính, bố thí châu báu nên răng đều, thân khẩu ý thanh tịnh nên có hai răng trắng như ngà, không có bốn lỗi của khẩu nghiệp nên tướng lưỡi rộng dài, thành tựu vô lượng công đức nên mọi thức ăn đều ngon, nói lời êm dịu với chúng sinh nên được tiếng nói như phạm thiên, tu tập tâm từ nên mắt sanh biết, chuyên tâm cầu đạo nên lông mi như lông mi trâu chúa, khen ngợi công đức của người nên có tướng bạch hào, cung kính cha mẹ thầy hòa thượng nên có tướng nhục kế, thuyết giảng pháp màu nhiệm nên thân mềm mại, bố thí tọa cụ nên có tướng kim quang, không làm việc thế gian nên mỗi lỗ chân lông chỉ có một lông, thích nghe lời dạy của bạn lành thầy tốt nên có tướng lông đẹp, không đem việc ác cho người nên có tướng tóc vàng ống, khuyên chúng sinh tu tam muội nên thân tròn đầy như Ni Câu Đà, đời đời tạo tượng Phật nên có sức mạnh Na La Diên. Bạo nữ Bồ Tát thành tựu chú lượng công bức công đức nên có được 32 tướng tốt như thế. Bạo nữ lại thưa Thế Tôn, Đại Bồ Tát thật không thể nghĩ bàn, hay thay Như Lai khéo thuyết pháp Phật. Khi ấy Phật khen Bạo nữ, lành thay, như lời ngươi nói, chúng sinh nghe pháp này sẽ được vô lượng công đức, tin pháp đã nghe cũng đạt vô lượng công đức. Lúc Phật thuyết giảng pháp này, vô số cõi nước trong mười phương đều chấn động sáu cách, vô lượng chúng sinh phát tâm Bồ Đề, 5.000 Bồ Tát đạt nhẫn vô sinh, chư thiên trên không trải hoa trổ nhạc cúng dường Phật. Chúng sinh nào đã từng trồng căn lành nơi vô số Phật, được nghe 10 lực, 4 vô ý, 18 pháp bất cộng và 32 tướng của Phật, tinh pháp đã nghe và có thể thuyết giảng cho chúng. Vì sao? Vì hạng yếu kém không thể nghe được pháp này, dù có nghe cũng không tin được. Người thượng căn giữ gìn tịnh giới, đủ trí tuệ mới có thể nghe và kính tin, không bao lâu sẽ thành chánh giác. Bà nữ lại thưa Thế Tôn, Phật thật không thể nghĩ bàn, pháp tăng cũng thế. Người nghe tin kinh này cũng không thể nghĩ bàn, ai tin sẽ thành Bồ Đề chúa thượng. Thế Tôn, thế nào là pháp lành của Bồ Tát? Bạo nữ, Đại Bồ Tát không bỏ cũ mới, biết ân, đền ân, thương yêu tất cả, không bỏ kẻ nương tựa mình, chuyên tâm nghĩ đạo Bồ Đề, tu pháp nhẫn nhục cho những gì khó cho, bảo hộ chúng sinh hiện từ tâm, giữ giới, giữ pháp, thích nhàn tịnh, ở nơi vắng vẻ, tâm không hối hận, che chở chúng sinh, thanh tịnh thân khẩu ý, trang nghiêm bốn tâm vô lượng, khuyên chúng sinh tu đạo Bồ Đề. Khi giảng thuyết thường khen pháp Đại Thừa, không hối hận khi đã hứa điều gì, thanh tịnh, biết đủ, ít muốn, không tham tiếc, không ganh ghét, không đoạn giống Phật, không tranh chấp, biết nhân quả, tính, văn, giới, thí, hổ thẹn, trí tuệ, gần gũi bạn lành, học theo lời Thầy, không kiêu mạn, cung kính lễ bái, bậc đủ đức, trưởng lão trừ tham sân si ngã ngã sở, thường xuyên tu sáu pháp ba la mật và các phương tiện, không vô tướng vô nguyện, không thấy tướng ngã thường, chúng sinh thọ mạng sĩ phu, tu bốn niệm xứ, tám chánh đạo, đó là pháp lành hành của Đại Bồ Tát. Pháp hành là không mắt, không sắc, không tưởng sắc, không tai, không tiếng, không tưởng tiếng, không mũi, không hương, không tưởng hương, không lưỡi, không vị, không tưởng vị, không thân, không tiếp xúc, không tưởng tiếp xúc, không ý, không pháp, không tưởng pháp, không phải sắc hành, không phải sắc, không phải phi sắc hành, không phải sắc ngã hành, không phải sắc, không phải phi sắc ngã hành, không phải sắc không hành, không phải sắc, không phải phi sắc không hành,
không phải sắc vô tướng hành, không phải sắc vô nguyện hành, không phải sắc vô hành hành, không phải sắc tánh hành, sắc thật hành, sắc tịnh hành, sắc sinh hành, sắc xuất hành, sắc nhân duyên hành, sắc tu hành, thọ tưởng hành thức cũng vậy. Bạo nữ không có ấm giới nhập hành như vậy là pháp hành, không dục giới hành, sắc giới hành, vô sắc giới hành, trụ thoát là pháp hành, không đến đi dừng tâm ý thức thấy nghe hay biết thân khẩu ý nghiệp, không phải pháp phi pháp một hai quá khứ vị lai hiện tại sạch nhờ tan hợp ngã chúng sinh thọ mạng sĩ phu thường đoạn ngã sở hữu ngã đầu cuối là pháp hành, đó là pháp ngã trụ xứ tánh pháp, pháp xứ không xứ phi xứ nơi rốt ráo không động trụ tướng mạo xuất diệt tùy hành lấy bỏ nhận cho biết các pháp như thế là thật biết chân pháp. Bồ Tát tu học pháp này vì chúng sinh vào sinh tử nhưng không rời niết bàn được gọi là pháp hành chân thật của Bồ Tát. Lúc giảng nói pháp này có 8.000 Bồ Tát thành tựu pháp nhẫn. Lúc ấy bạo nữ cúng dường vô số báu vật lên Phật thưa Thế Tôn, Bồ Tát hành pháp này là tu hành hạnh Phật sẽ được thọ ký ngồi tòa Bồ Đề thành tựu Bồ Đề vô thượng. Khi đó tôn giả sẽ lời Phật hỏi bạo nữ, cô biết Bồ Tát không nói chuyện chăng? Bạo nữ liền nói kệ, các cõi chúng sinh cùng pháp giới, bình đẳng quan sát không gì khác, không hề phân biệt một hay nhiều, đó là Bồ Tát không thoái chuyển, quá khứ vị lai cùng hiện tại, chư Phật Thế Tôn mười phương cõi, bình đẳng quan sát tất cả pháp, đó là Bồ Tát không thoái chuyển, quán cõi hữu vi là vô thường, hữu lậu vô lậu cũng như thế, biết tánh các pháp vốn thanh tịnh, đó là Bồ Tát không thoái chuyển. Quán pháp sinh tử không giới hạn, không thể tính đếm số lượng đó, một niệm thông đạt biết tất cả, đó là Bồ Tát không thoái chuyển, hết thảy thế gian các pháp giới, cùng với các thánh pháp xuất thế, nếu nhận biết bình đẳng chân thật, đó là Bồ Tát không thoái chuyển, biết rõ cõi nước của chư Phật và cõi nước của ma ba tuần, thông đạt hai cõi không sai khác, đó là Bồ Tát không thoái chuyển, tham dục, sân hận và ngu si, thế nào tất cả phiền não của chúng sinh đều do điên đảo tạo nên chúng, biết thế Bồ Tát không thoái chuyển. Các pháp sinh tử hay niết bàn, chánh đạo vô thượng pháp Bồ Đề, tất cả không hề sai khác nhau, đó là Bồ Tát không thoái chuyển. Biết rõ năm ấm là Bồ Đề, tánh của Bồ Đề trong pháp giới, hết thảy các pháp không là hai, đó là Bồ Tát không thoái chuyển. Đất nước lửa gió sắc tạo nên, tất cả đều như cõi hư không, đó là đạt trí biết chân thật, cũng là trí Phật ở mười phương. Cảnh giới của mắt như Bồ Đề, cả hai bình đẳng không sai khác, tự mình thọ trì dạy cho người, đó là Bồ Tát không thoái chuyển. Biết rõ tâm tánh của chúng sinh, nhân duyên tạo nên tất cả tâm, các nhân duyên đó không chướng ngại, đó là Bồ Tát không thoái chuyển. Quan sát tất cả mọi quần sinh, căn tánh bậc thường trung hay hạ, biết rõ sinh tử và niết bàn, đó là Bồ Tát không thoái chuyển. Tất cả chữ nghĩa không cùng tận, diễn giảng suốt trong vô số kiếp, không ai phá hoại gây chướng ngại, đó là Bồ Tát không thoái chuyển. Hư không còn tìm được biên giới, gió bạo thế gian có thể buộc, tâm không thoái chuyển của Bồ Tát, thế gian không gì lay động, lay chuyển được. Thành tựu vô lượng Đà La Ni, giải biết rất rõ tất cả pháp, tuần tự diễn giảng nghĩa các pháp, y như lời Phật không gì khác. Chư Phật Thế Tôn mười phương cõi, giảng vô số pháp độ chúng sinh, thọ trì hiểu rõ nghĩa sâu xa, đó là Bồ Tát không thoái chuyển. Các pháp nghe trong vô số kiếp, ghi nhớ diễn giảng cho chúng sinh, học Đà La Ni vô lượng kiếp, thành tựu trí biết không cùng tận, chứng đạt đầy đủ pháp tổng trì, trí tuệ chân thật không gì hơn, Bồ Tát thành tựu trí không thoái, đầy đủ khả năng giảng pháp này. Nếu quán xét các pháp đều không, không hề gần gũi hay lánh xa, thành tựu trọn vẹn tâm không thoái, chứng đạt viên mãn trí biết không. Tất cả các pháp tựa hư không, tánh pháp xưa nay không sinh diệt, biết rõ pháp giới là như vậy, đó là Bồ Tát không thoái chuyển. Các pháp đều từ nhân duyên sinh, không có nhân duyên, không pháp giới. Người nào biết được lý duyên sinh, thành tựu tâm trí không thoái chuyển. Tất cả oai nghi, sắc và tiếng,
đều từ một niệm thì hiện thành, là để giáo hóa các chúng sinh, đó là Bồ Tát không thoái chuyển. Tâm bố thí đó từ hư không, trải vô số kiếp không cùng tận. Thành tựu vô lượng các công đức, đó là Bồ Tát không thoái chuyển. Tu tập tịnh giới là giới Phật, thành tựu giới Phật từ hư không, đầy đủ vô lượng giới như thế, đó là Bồ Tát không thoái chuyển. Tất cả giới cấm của chúng sinh, nào giới hữu học, giới vô học, đầy đủ vô lượng giới như vậy, đó là Bồ Tát không thoái chuyển. Đạt nhẫn vô sinh pháp tối thượng, không có giới hạn, không cùng tận. Chân đắc pháp nhẫn vô sinh ấy là pháp chư Phật quá khứ thành, khéo léo trang nghiêm để độ sinh, trải vô số kiếp không ngừng nghỉ, siêng năng tu tập hạnh tinh tấn, đó là Bồ Tát không thoái chuyển. Luôn thích tu tập các thiền định, diễn thuyết chánh pháp cho chúng sinh, tuy là thể hiện mọi oai nghi, nhưng tâm luôn sống trong thiền định, thành tựu đầy đủ trí vô lượng, đoạn trừ tất cả tập phiền não. Nếu ai thành tựu tâm không thoái là đã gần kề cảnh giới Phật, trọn vẹn ba phép đại thần thông, phương tiện khéo léo của Như Lai. Nếu ai thành tựu tâm không thoái là sẽ chứng đắc trí chánh giác. Tất cả chúng sinh không thể biết tâm hành cảnh giới của người ấy, do số hành nghiệp vì chúng sinh. Đó là Bồ Tát không thoái chuyển. Dù là chưa đạt đạo vô thượng, Như Lai thì hiện thân Như Lai, thọ sinh thành đạo chuyển xe pháp, thì hiện niết bàn cho đại chúng. Chưa bỏ trí giác của Bồ Tát, đã được chứng đắc trí Như Lai, có hư không kia không biên giới. Trí giác của Phật cũng như vậy, lúc nói kệ này. Tam thiên đại thiên cõi Phật đều chấn động sáu cách, có 5.000 Bồ Tát đạt trí không thoái chuyển. Khi ấy Đức Thế Tôn khen Bạo Nữ: lành thay, lành thay, đồng nữ đã khéo giảng về pháp không thoái chuyển của Bồ Tát. Bây giờ Tôn giả Tu Bồ Đề bạch Phật: Thế Tôn, Bạo Nữ hẳn đã đạt pháp không thoái chuyển nên có thể giảng thuyết như thế, nếu không chứng được làm sao có khả năng nêu bày như vậy. Phật bảo Tu Bồ Đề: đúng thế như lời ông nói, từ lâu Bạo Nữ đã đạt pháp không thoái chuyển, nhẫn nhục thành tựu trọn vẹn pháp đại thừa sâu xa. Khi ấy Bạo Nữ thưa: Thế Tôn, vì sao gọi là đại thừa? Phật nói: thừa ấy rộng lớn nên gọi là đại thừa, không cản trở về chúng sinh, là gốc rễ của căn lành nhất thiết trí, không phiền não, cất sự hắc ám chiếu soi khắp nơi, nhìn thấy tất cả bản tánh thường tịnh không nhiễm ô, đoạn tất cả tập khí phiền não, đó là đại thừa. Giữ gìn giới cấm nên thanh tịnh, tu tập định là an trụ, tu trí tuệ là vô lậu, tu giải thoát nên không ràng buộc. Hiện các pháp bình đẳng không hai là trí giải thoát, đủ 10 lực là không lay động, đủ 4 vô ý là không sợ, trọn vẹn 18 pháp bất cộng là không ngại, tu tập đại từ là bình đẳng, trừ dẹp quân ma là tối thắng, đẩy lùi ma phiền não là tịch tỉnh, hoại ma năm ấm là không thể đếm, diệt ma chết là thường trụ, đủ thí ba la mật là giàu có, đủ giới ba la mật là không nhiệt não, trọn nhẫn ba la mật là không oán hận, tu tinh tấn ba la mật là không lay động, vẹn thiền định ba la mật là không lậu lưu chuyển, đầy đủ trí ba la mật là vượt thế gian, xuất thế gian, trọn vẹn phương tiện ba la mật là giữ lấy, các thừa đoạn sinh tử là vô hữu, tu tam thánh đạo là an ổn, đủ cánh định tuệ đi lại mọi nơi, đi phục chúng sinh là đại thần thông, tu chánh pháp cần nên thấy cõi Phật, tu niệm xứ nên trừ pháp ác, gần pháp lành, tu bảy giác phần nên đoạn phiền não kết sử, không làm, không lậu hoặc không ai hơn, tối thượng không ai thấy đỉnh đầu, không ai biết được, không gì chướng ngại, không nghe biết, không ra vào. Đại thừa rộng lớn chỉ có một vị, không tạo tác nên bình đẳng không hai. Thành bậc tối tôn, đi lại khắp 10 phương, được trời người cung kính, thành tựu vô lượng cho biên công đức, vĩnh viễn đoạn trừ kéo kiệt phá giới, tâm tổn hại, lười biếng, tán loạn, vô minh, khi chúng sinh học rộng, đem vui cứu khổ, dạy chúng làm lành, đủ trí Phật, trí vô ngại, trí bình đẳng, nhất thiết trí, đó là đại thừa. Lúc nêu giảng pháp này có 12.000 chúng sinh phát tâm Bồ Đề Chúa Thượng. Phát tâm xong lại nói: người nào phát tâm đại thừa sẽ được lợi ích của vô lượng pháp lành. Bây giờ Bạo Nữ bạch Phật: Thế Tôn, vì chướng ngại gì chúng sinh không sớm đạt đại thừa? Phật nói: có 32 sự việc là nhân duyên tạo nên chướng ngại: thích thừa thanh văn, thích thừa duyên giác, thích thân đế thích, thích thân phạm thiên, thọ trì giới cấm vì hoang lạc nơi thế gian, thích tu một pháp lành,
luôn ghen ghét, tham chấp của cải, không thích khuyên người tu pháp lành, kiêu mạn, không cầu tâm bồ đề, sợ bồ đề, chấp pháp, không tư duy kỹ, không gần gũi sư trưởng, hòa thượng, thiện tri thức, phỉ báng bộ khác, không thanh tịnh nghiệp thân khẩu ý, không thể hộ trì pháp vô thượng, không nói pháp đã đạt dư ích. Kiêu mạn khi hiểu được một tí nghĩa pháp, trừ bốn nhiếp pháp, không tôn trọng người cùng học, không nghĩ về sáu pháp ba la mật, xa lìa ba tụ, không phát nguyện, ít căn lành, hiểu sai nghĩa, không tán thán tam bảo, hủy bán việc bồ đề đại thừa, không hiểu nghĩa, lại chê bai lời giảng của người khác, không biết việc ma, thích sinh tử, đó là 32 việc chướng ngại làm cho chúng sinh không sớm đạt đại thừa. Bảo nữ, việc chướng ngại thì nhiều vô kể, Như Lai chỉ lược nêu công đức của đại thừa thật vô lượng, chướng ngại của Niết Bàn cũng không lường, lỗi sinh tử vô lượng cho biên, chướng ngại đại thừa cũng thế. Bảo nữ, người nào đoạn trừ vô số pháp ác như thế, sớm sẽ sớm đạt đại thừa. Bảo nữ, Bồ Tát nào làm thanh tịnh tâm là đạt được đại thừa. Thế Tôn, làm sao chúng sinh sớm đạt được đại thừa vô thượng? Bảo nữ, có 32 việc giúp chúng sinh sớm đạt đại thừa vô thượng. Chúng sinh không mời, nhưng đến gần gũi, không ganh ghét phước đức của người, chuyên tâm tu tập vô lượng căn lành, xây dựng sự nghiệp cho người, không buồn khổ, thanh tịnh thân khẩu ý, không vì lợi dưỡng đổi bốn oai nghi, an trụ đúng pháp, tâm luôn thanh tịnh trước mọi người, không bỏ tâm bồ đề, thanh tịnh trang nghiêm tí ba la mật, thanh tịnh giới ba la mật, thương xót kẻ phá giới, thanh tịnh nhẫn ba la mật, không tiếc thân mạng, thanh tịnh tinh tấn ba la mật đạt 10 lực vô úy, thanh tịnh thiền ba la mật trừ phiền não, thanh tịnh trí ba la mật trừ tập khí phiền não, tu định mạnh mẽ trừ nghiệp mà chuyên tâm độ chúng sinh, biết đền ân hộ trì chánh pháp, trừ kiêu mạn cúng dường tam bảo, không tranh chấp pháp, hiểu rõ nghĩa sâu xa của 12 duyên sinh, đủ 7 tài tự tại trong tất cả pháp tu sáu thần tông, tu tập định tuệ, đó là 32 việc giúp chúng sinh sớm đạt bồ đề. Khi giảng nói pháp này, có 72.000 chúng sinh phát tâm bồ đề vô thượng, 12.000 bồ tát đạt pháp nhẫn vô sinh, tất cả chư thiên đều rải hoa trổ nhạc cúng Phật thưa. Người nào nghe kênh này sẽ thành tựu bồ đề vô thượng. Lúc ấy Phạm Thiên, Đế Thích Bốn Thiên Vương thưa Thế Tôn, hôm nay Như Lai diễn thuyết vô lượng nghĩa phí diệu, đoạn phiền não, trường nghiệp ma, phá tà kiến, thọ trì pháp vô thượng này. Chúng con sẽ thọ trì độc tụng biên chép giảng thuyết. Chúng con sẽ bảo vệ người thọ trì độc tụng biên chép giảng thuyết. Chúng con không cho các thứ quỷ ác não hại người này. Phật nói lành thay thiện nam. Các ông bảo vệ đệ tử Phật là hộ trì chánh pháp, và như thế chánh pháp sẽ được trường tồn. Lúc đó Phật dạy tôn giả A Nan. A Nan, ông nên thọ trì giảng thuyết kinh này. Bồ Tát nào chuyên tu bố thí trong vô số kiếp, Bồ Tát thọ trì độc tụng biên chép giảng thuyết kinh này đều được phước đức như nhau, sớm đạt đại thừa. A Nan bạch Phật, Thế Tôn, kinh này tên gì, thọ trì như thế nào? Phật nói, A Nan, kinh này tên là kinh Bảo Nữ Hỏi Về Pháp Nghĩa Chân Thật Của Phương Tiện Tỳ Ni, Thành Tựu Phát Tâm, Chứa Nhóm Vô Lượng Báu, Vô Lượng Đà La Ni, 10 Lực, 4 Pháp Không Sợ Hãi, Chứa Nhóm Các Pháp Bất Cộng, là Bồ Tát Ma Ha Tát Ấn, Rộng Nói Pháp Bảo Đại Thừa. Có các tên như thế, ông nên phụng trì. Lúc đó, Tôn giả A Nan và chúng đời người đều vui mừng tinh thọ phụng hành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Đảng Đại Tập Quyển 6.